Tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ với chủ đề liên kết phát triển bền vững. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ. Tại hội nghị, Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025. Nội dung liên kết tập trung vào công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Nhân dịp này, các doanh nghiệp lữ hành lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm kích cầu du lịch